quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Đồ Cổ Hùng 8. Hiện tại là 4 giờ chiều của ngày 17 tháng 12 năm 2018. Thì trên màn hình của quý vị thì chúng tôi xin giới thiệu một bộ cuốn thư câu đối gỗ gộ. Bộ này thì là hàng rất là đẹp, hàng đặc sắc của chúng tôi. Bộ cuốn thư câu đối có kích thước là 1m97 nhân với 87, được hòa làm hoàn toàn 100% là chất liệu gỗ gụ. Bộ này cực kỳ đẹp, không sâu xia và không có rác, và được đục chạm hoàn toàn thủ công, rất là sắc nét. Tôi sẽ quay gần để mọi người thấy được cái độ chi tiết và sắc nét. Bộ này thì được chạm long hóa và hồng trĩ, ở giữa là có một bông hoa hồng, hồng rất to đây. Mọi người thấy thế liệu độ kênh bong của bộ cuốn thư này nhé. Còn hai bên là trồng hai con rồng hóa, người ta gọi là long hóa. Thì rồng thì nó còn tượng trưng cho nhiều điều tốt lành, nó còn là biểu tượng của hoàng đế, của người quân tử, và như là khi chúng ta thờ cúng mà có hình tượng rồng ở đây thì là vô cùng ý nghĩa. Thì tôi có thể trên màn hình từng cánh hoa mai được đục chạm rất là sắc nét, rất là nét, vô cùng là nét luôn. Đây là hàng VIP của chúng tôi. Hoa mai thì cũng rất là nhiều ý nghĩa, như là hoa mà năm cánh hoa mai thì thường tượng trưng cho năm vị thần may mắn của ngũ phúc, như hoa mai thì cũng là biểu tượng cho của sự trường thọ. Phía trên có một chú chim điểu rất sắc nét luôn. Đây, chúng tôi sẽ quay nghiêng này, quý vị nhìn thấy độ kênh bong, tôi phải lùa tay vào đây này. Rất là kênh bồng. Đấy. Thì quý vị để ý kỹ là thấy những bông hoa mai này cực kỳ nét. Hàng siêu VIP luôn. Không có một sâu xia và rác gì, gỗ rất là đều màu. Rất là đều màu. Còn ở giữa thì được chạm mà ba chữ là Đức Lưu Quang, ý nghĩa là đức độ tỏa sáng muôn đời. Bên trên nền gấm, nền gấm chữ vạn, đục rất sắc nét. Nghe từng chi tiết luôn. Không có một chút sâu xia nào, gỗ rất là đều màu. Nó vô cùng sắc nét và kênh bồng. Mọi người mà ai có nhu cầu muốn sở hữu mà
của cuốn thư câu đối như này thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình như là 0987 510 886, hoặc là truy cập vào website đogỗtùng8.com để xem thêm những sản phẩm của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã xem video, mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để được xem những video của chúng tôi. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại trong những clip khác.